Chào các em, hôm nay chúng ta bắt đầu cái chương trình học mỹ thuật. Rồi cái bài đó là cái bài vẽ về trang trí nha các em, trang trí đầu báo tường và trang trí bìa lịch treo tường. Các em có thể là các em mở sách ra để chúng ta vừa học cô hướng dẫn và chúng ta vừa xem ở trong sách. Đầu tiên thì mình sẽ quan sát nhận xét về cái đầu báo tường và cái bìa lịch treo tường là như thế nào. Chúng ta tìm hiểu thứ nhất đó là báo tường là gì. Thì các em thấy báo tường là tờ báo treo ở trên tường hoặc là dán ở trên tường của các đơn vị, rồi cơ quan, nhà máy, trường học, vân vân, để nó phản ánh lên cái hoạt động của đơn vị hay cái cơ sở đó. Ở đây, đây là một cái ví dụ minh họa để cho các em thấy. Thì ở trong trường của chúng ta đó là hàng năm, thì vào cái khoảng là tháng 11 thì ở trường là có tổ chức cho các em làm báo tường nói về cái đề tài là tuần lễ dân số và ngày nhà giáo Việt Nam. Thì năm nào cũng vậy, là các em, các anh chị lớp 8, lớp 9 là thường là làm báo tường. Thì đây minh họa cho các em xem là đây là cái tờ báo tường. Và đây cũng là một cái tờ báo tường nè. Các em thấy là nó có rất là nhiều kiểu khác nhau. Rồi khi chúng ta nói đến trang trí là chúng ta có cái sự sáng tạo ở trong đây. Cái quy định từng bước là bước chung. Còn cái việc mà sáng tạo ra là mỗi em thì có một cái tư duy, cái sáng tạo khác nhau. Cho nên là chúng ta nhìn cái bài làm là nó rất là phong phú. Rồi, vậy là hồi nãy là các em xem qua là hai cái tờ báo tường các em. Tờ báo tường là nguyên cả cái phần đầu báo tường và cái phần mà nội dung ở phía dưới. Còn ở đây là yêu cầu cái bài của mình học là chỉ trang trí cái đầu báo tường thôi. Vậy thì đây là một số cái đầu báo tường nè. Các em có thể các em xem ha, đầu báo tường. Để chúng ta, các em xem rồi chúng ta sẽ rút ra là trong cái đầu báo tường thì nó gồm có những cái phần nào, để chúng ta làm bài cho nó chính xác, nó không có bị sai với cái nội dung yêu cầu. Đây là cái tờ báo tường này các em. Thì các em hãy xem để chúng ta rút ra cái kết luận cái tờ báo tường là nó gồm có những cái gì. Ví dụ như cái tờ báo tường này nó có cái tên là Uống nước nhớ nguồn của cái chi đội 7A, số báo đặc biệt là Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, hoặc là Chắp cánh ước mơ, chào mừng, cũng là chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu là cái đầu báo tường nó gồm có mấy phần ha. Các em nhìn vô đây thì các em sẽ thấy dễ dàng, các em thấy được là nó gồm có cái phần chữ nè các em, là Uống nước nhớ nguồn, chi đội 7A, rồi số báo đặc biệt, rồi Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Và ngoài ra thì nó còn có cái phần hình, ở đây là cái phần hình. Thì cái phần hình của hai cái đầu báo tường này nó đều khác nhau. Thì trong cái đầu báo tường đó các em, thì đầu tiên là cái tên tờ báo. Thì các em nhìn vô đây thì các em dễ dàng các em thấy là cái tên tờ báo rồi. Đây, cái tên tờ báo. Cái đầu báo tường ở phía trên là nó có tên là Hương Sen, còn ở phía dưới là tên Nhớ Ơn. Rồi cái khẩu hiệu của các em. Các em hãy tìm ra cái khẩu hiệu nha. Khẩu hiệu chào mừng đó. Đây, Chào mừng ngày 20 tháng 11. Ở đây cũng là chào mừng ngày 20 tháng 11.
cái tên đơn vị. Ở đây thì các em nhìn dễ dàng nhìn thấy cái tên đơn vị là cái tên của cái tập thể làm ra cái tờ báo đó. Thì các em biết là tên đơn vị ở đây là 7A4. Ở đây là 7A4, đó là cái tên đơn vị. Và còn một cái nữa là nó có đầu tờ báo tường thì có, hoặc là không có, nó cũng không có sai. Đó là cái số ra cái tờ báo, có nghĩa là cái số ra cái tờ báo, cái ngày làm cái tờ báo. Rồi cái hình ảnh minh họa nè các em. Ở đây cái tờ báo Hương Sen thì nó có cái hình ảnh minh họa, đó là cái hoa sen ha. Còn ở phía dưới này cái hình ảnh minh họa, đó là cái hoa. Như vậy thì chúng ta thấy là tùy theo cái sự sáng tạo của các em và đồng thời chúng ta sẽ tìm ra những cái kiểu chữ, những cái mẫu chữ cho nó đẹp để chúng ta làm ra cái tựa tờ báo. Thì ở trong cái tờ đầu tờ báo tường ha, thì cái tên của tờ báo rất là quan trọng, cho nên là các em phải trang trí đẹp và đồng thời là phải viết chữ nó to lên để khi mà người ta nhìn vào thì cái phần mà thu hút độc giả xem nhất đó là chính là cái tên của tờ báo. Và đồng thời cái hình ảnh nó minh họa đó các em, thì hình ảnh minh họa là các em phải thể hiện hoặc là cái hình ảnh này nó phù hợp với lại cái tên của tờ báo, thì nó làm cho cái bài báo của mình á là nó mới có cái chất lượng cao. Rồi ngoài cái tờ báo thì chúng ta sẽ tìm hiểu về một số cái bìa lịch nha các em. Thì ở đây á là chúng ta thấy là nếu mà nói về lịch á thì nó có rất là nhiều cái loại lịch. Rất là nhiều cái loại lịch. Ví dụ như đây là cái lịch để bàn nè. Đây là lịch túi. Đây là lịch treo tường. Đây là lịch lóc. Thì chúng ta thấy đó là một số cái bìa lịch để giới thiệu cho các em. Rồi, các em hãy quan sát một số cái bìa lịch này nữa. Rồi, chúng ta sẽ tìm hiểu về cái cách trang trí nha các em. Đầu tiên chúng ta muốn trang trí cái đầu báo tường hoặc là trang trí cái bìa lịch treo tường thì thứ nhất là các em hãy chọn cái nội dung. Cái nội dung có nghĩa là nói về báo tường thì các em tìm coi cái nội dung đó là các em viết về cái gì thì chúng ta sẽ tìm cái nội dung như thế, rồi chúng ta mới đặt tên của tờ báo cho nó phù hợp với cái nội dung. Về lịch treo tường thì các em hãy chọn cái nội dung coi là mình làm cái loại lịch nào, mình làm cái loại lịch nào. Ví dụ như là lịch túi hay là lịch để bàn hay là cái tờ lịch treo tường hay là lịch lóc vân vân. Đó là cái phần mà chọn nội dung. Khi mà các em chọn nội dung rồi thì các em sẽ phát cái khung hình ha, các em sẽ phát cái khung hình và các em sẽ tìm mảng. Tìm mảng có nghĩa là cái tên đó, cái tên báo, rồi cái hình ảnh, rồi cái khẩu hiệu, rồi cái tên đơn vị. Hoặc là các em sẽ cái bìa lịch đó các em thì các em cũng là tìm hiểu về cái phần hình ảnh rồi cũng như là cái phần chữ vân vân. Ví dụ như chúc mừng năm mới rồi an khang thịnh vượng gì đó vân vân, thì đó là những cái mà chúng ta tìm ra cái phần phát ra cái mảng chữ cũng như là cái mảng hình. Rồi khi mà các em phát mảng ra xong, các em phân bố toàn bộ bố cục ở trên cái tờ giấy xong thì các em sẽ vẽ chi tiết vào cái mảng mà mình đã phát đó. Ví dụ như mảng hình thì mình vẽ hình, hoặc là mảng chữ thì mình vẽ chữ vào. Rồi khi mà các em vẽ chi tiết xong thì các em sẽ vẽ màu vào. Và ngoài ra các em có thể là dùng giấy màu để cắt dán. Các em có thể dùng giấy màu để chúng ta cắt dán. Đây là cái phần mà đến cái phần mà các em thực hành.
Thì trước khi các em làm bài á, thì sẽ có một số bài tham khảo nha các em xem quan sát. Đây là một số bài. Trang trí đầu báo tường. Một số bài minh họa. Ở trong mỗi bài á đều có là cái tên tờ báo nè các em, rồi cái hình ảnh minh họa nè, rồi cái tên đơn vị làm báo. Đây là cái chủ đề của cái tờ báo này ha. Trong mỗi đầu báo tường cái nào cũng có hết. Cho nên là các em phải nhớ một cái điều, trong một cái đầu tờ báo tường thì phải có đầy đủ tên tờ báo ha, rồi hình ảnh minh họa, rồi tên của cái cơ quan hoặc là cái tập thể làm ra cái bài báo, rồi tên chủ đề tờ báo, nó gồm có bốn phần như thế, phải đầy đủ. Còn cái phần mà số báo ngày ra mà gì đó vân vân thì các em không có cũng được, mà nếu có thì cũng không không sao. Rồi bây giờ một số bài vẽ của học sinh chúng ta xem để chúng ta tham khảo nha. Rồi, đây là cái phần mà chúng ta kết luận lại. Trong đầu báo tường hoặc là bìa lịch treo tường thì nó gồm có thứ nhất là tên. Tên báo, tên đơn vị, khẩu hiệu chào mừng. Rồi số ngày tháng năm ra. Đó là hình minh họa. Rồi bây giờ đến cái phần thực hành là các em làm bài, các em thực hiện bài. Thì trong hai cái bài mà cô giới thiệu á, là đầu báo tường và bìa lịch treo tường, thì các em hãy chọn một trong hai cái nội dung đó để các em làm bài trên cái khổ giấy A4. Thì các em làm bài á, cho nó xong nha các em. Thì ở đây cô cũng nói thêm là trong tuần sau là các em đã vào vào học, cho nên là các em hãy cố gắng thực hành những cái bài trong vòng 4 tuần vừa qua cô đã dạy cho các em, và đồng thời á, là các em thực hành cái bài này cho nó hoàn thành,